cha nọ mầm con vợ khóc hòa, tan nát xóm giềng khổ với ai, nhà không kẻ ở, tự nói trước mới chẳng tin là đập thiết tha. Lẹt đẹt rồi đây lẹt lẹt đùng 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 lẹt đẹt nổ lùng tung lúng túng dân ta túng, ngao ngán cho sinh lão bắt cùng. Đấy thấy xa xa một cái đèn ngoài đường trời tối thiệt len nhen, thiết sinh buồn bã vì ngập lúa nên phải ăn chơi cách quá hèn. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay đủ nhân duyên, chúng em cũng gặp được ông ba ở Hòa Hảo. Thì xin phép được hỏi ông ba là giảng của thầy là thầy nói là khổ ấp này lặng thức tỉnh chằng, gần thiên định tuần đời sắp hạ. Có phải là khổ ấp này là khổ ấp của dịch bệnh không vậy ông ba, hay là chiến tranh? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, cái câu này là nằm trong cái quyển tư. Thì thầy nói là mang thủy ích, cái câu trước á, mang thủy ích hồi năm Đinh Sửu đến năm nay tái lại một lần, nó khổ ích này tận thức tỉnh trần, rằng thiên định tuần đời sắp hạ. Thì như vậy là thầy nói là năm 97 đó là cái trận bão, mà bão số 5 đó, thì như vậy là cái trận đó rất dữ dội. Thì bây giờ mình để cho chúng sanh mình thấy cái khổ này mà thức tỉnh để tu. Cho nên khổ ách này đang thức tỉnh trần, rằng thiên định tuần đời sắp hạ. Là cái năm 97 là cái năm đó là cái trận bão số 5 đó. Dạ thì còn cái vụ mà dịch bệnh là có phải là cũng là khổ ách này không vậy ông ba? Theo dịch bệnh đó thì thầy cũng có nói là vấn đề bệnh, mà dịch bệnh đó là cũng là một phần nào, nhưng mà chưa có thể là đánh đổi lắm. Cũng như từ đây nhân vật mòn hao lần lần đó, cái chỗ đó mòn hao lần lần thôi, chứ chưa đánh đổi là tiêu diệt, chưa đánh đổi là hết. Dạ. Đó. Còn ông Ba Thớm nói là thương ba năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô, là có phải là cái đợt dịch vừa rồi là phải là thương ba năm không gì không ông ba? Chắc theo như độ mình nó giống như chứ chưa phải là đúng đúng cái chỗ. Ba năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở, đó, niệm nhiều Nam Mô. Còn thầy nói nè, cha nọ mầm con vợ khóc hòa, tan nát xóm giềng khổ với ai, nhà không kẻ ở. Ôi nói trước mới chẳng tin là đập thiết tha. Đó là thầy nói cũng giống như ông ba, nhưng mà cái trận vừa rồi cũng như tạm tạm thôi, chứ chưa phải là đúng mức. Dạ, tại vì là cái đó là mới gọi là khởi động thôi ha. Mới khởi động chưa thở phải là. Dạ, vậy ông hai, ông ba cho câu hỏi á, là cái bệnh dịch này có phải là bệnh chờ đúng không ba? Đúng rồi đó. Dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây đó, thầy có nói cái đoạn đó đó. Thì trong bệnh, cái bệnh nào mà nhiều ha hoặc ít do trời định thôi, chứ nếu chúng sanh mình muốn cũng không được, không muốn cũng không được. Dạ thì kính thưa ông ba, năm nay ông được nhiêu tuổi rồi ông ba? 82 Tết, bây giờ hiện giờ 82 tuổi. 82 tuổi rồi vậy rồi. Lúc đó ông có từng gặp đức thầy lần nào không ba? Dở, đó giờ chỗ dở là thầy ra, thầy xuống thế là 7 năm, 10 tháng, 7 ngày. Dạ. Thì thầy mới lánh mặt, và lánh thế. Nhưng mà tôi dở là có cái nhân duyên thôi. Cái đó thầy ra năm 1939, tôi 41 cái sanh. Thì như vậy là 5 năm. 5 năm cho nên mà trong cái đó dở một cái là mình không có biết thầy. Nhưng mà sau này đó, sau này là gặp cái giáo lý của đức thầy đó, cho nên mình mới bước đầu vô mình tu chứ. Cho phép các con bắt cái gì cho sáng trước ha. Dạ ông ba ơi, thì cho con hỏi, thì ông không có gặp được thầy là vô phước, nhưng mà có phước thai là ông đã biết được giáo lý của thầy. Đúng rồi. Ông đã tu hành. Yeah. Vậy rồi trong thời gian tu hành của ông đó, ông có, con nghe nói ông có gặp được mấy lần điềm chi bao mà để gặp đức thầy để báo hiệu điềm dường dường dụ gì đó không ba?
ông hãy trình bày cho bà con nghe không ba? Sao cái đó hôm trước tôi cũng nói dạ có nói, nhưng mà hôm nay ông nói lại vẫn bình thường không ba? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ khi đó cái ban đầu đó theo chú nghĩ là mình cũng tu hành chân chánh quá mà sao lại không được gặp cái gì, ý tưởng của mình thôi mà tưởng ở trong tâm ý của mình đó. Đêm đó nằm trên bao gặp Đức Thầy tóc ngang dài, cái Đức Thầy lại đứng bên hỏi mà chú thì còn đang nằm ngủ, hỏi chứ biết thầy không, cái chú nói dạ bạch thầy con không biết, không biết thầy. Rồi không biết thầy rồi tu với ai? Rồi Đức Thầy hỏi như vậy cái nói, con không biết thầy, nhưng mà con thấy giáo lý của Đức Thầy, con tu theo giáo lý của Đức Thầy, rồi chút xíu là thầy dẫn biến mất liền. Là vì đúng theo cái chân lý của Đức Thầy là vậy đó. Nếu sau này mình không còn gặp thầy, không gần thầy thì coi theo giáo lý, thi văn giáo lý và sám giảng giáo lý, hai cái đó để tu. Đó là không có ai thay thế được tôi cho thầy, chỉ có hai cái giáo lý, giáo sám giảng giáo lý và thi văn giáo lý là để thay mặt cho Đức Thầy thôi. Vậy ông ba cho con hỏi đó, là trong cái giảng thầy đó có nói một câu là cù lao sụp trước làm đầu đó, là cái cù lao sụp trước là theo như trong sám giảng là cù lao nào ông hay biết không hết? Theo cái đó là không phải của thầy, của ông ba. À, của ông ba ha. Dạ. À, nhưng mà con nhầm. Dạ, ông ba nói đi. Nhưng mà cái đó theo như chú không biết, nó bị cái chỗ mình cái nào mình không biết, mình nói không biết đi. Dạ. Cũng như ông ba nói cái đó là cơ màu, nhưng mà mình không biết cù lao nào. À, còn như của thầy thì không có nói cái vụ cù lao là thực tước làm đầu, cái này nói mình nói qua của thầy đi. Dạ thì trong giảng của các bậc tiền nhân trước đó thì cũng có nói là năm dằn nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ gốc cùn, là năm sau năm mẹo, là có phải năm mẹo này hay là năm mẹo khác gì không đó? Theo cái đó là cái tiên tri của Đức Phật Thầy Thế An kể lại, nhưng mà có ghi trong giảng của Đức Thầy. Nhưng mà cái đó cháu nói đó, cái đó là cũng nhầm lắm, nhưng mà có cái là mình chưa biết là năm dần này hay hoặc 10 năm sau hay hoặc 20 năm sau, cái chuyện đó mình không khẳng định được. Năm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như sơ rối cồn, đó là có cái đó có, nhưng mà mình không biết là năm dần này hay là hoặc năm 12 năm hay hoặc 24 năm, cái chuyện đó mình không biết. Nhưng Đức Phật nói thì có hết, nhưng mà nó không có cái là mình khẳng định được, tại vì mình còn chúng sanh mà. Còn cái cơ màu của Đức Thầy nói thì cái chỗ nào cũng có hết, nhưng mà cái là mình không khẳng định được đó. Không khẳng định được ha. Dạ. Vậy thì con được thấy đó là chưa tới cái năm mẹo như ông hai nói đó, thì mà bây giờ là bá tánh vừa khổ quá không hai, như là công ty bây giờ người ta bị đuổi về nè, rồi những cái đói khổ nhóc hết trơn. Theo như ông hai thì cái Tết năm nay ăn Tết có yên bình không? Chú không dám khẳng định chỗ đó. Dạ. Chú không dám khẳng định chỗ đó. Dạ. Thôi giờ tới đâu hay tới đó đi. Dạ. Chắc còn không dám khẳng định. Dạ vậy thôi, giờ mình lọc lỡ giảng thầy hả ông ba? Đúng rồi đó. Bây giờ thầy có nói là lẹt đẹp rồi đây, lẹt đẹp đồng đó. Theo như ông ba đó là cái câu đó là thầy nói như thế nào? Cái đó là thầy nói ngàn tâm bản chính, là cái khi mà ngập mùa, thất mùa đó. Lẹt đẹp rồi đây, lẹt đẹp đồng, đùng đùng lẹt đẹp nổ lùng tung, nhúng túng, dân ta túng. Ngao ngán cho sinh, lão bắt cùng. Đấy, thấy xa xa một cái đèn ngoài đường trời tối thiệt len nhen. Tiết sưng buồn bã vì ngập lúa, nên phải ăn chơi cách quá hèn. Hai bài thi đó. Là cái năm đó, năm 39 đó. Vậy không phải là nói về cái lẹt đẹt, không phải nói về pháo hay là nói về pháo binh gì không? Không, cái đó là nói về pháo thiệt. Pháo thiệt ở đó đốt pháo dữ lắm. Nhưng mà thầy nói, mùa tiết sưng vì ngập lúa, nên phải ăn chơi cách quá hèn, có nghĩa là thô sơ thôi, chứ không phải được rực rộ như cái năm mà lúa trúng, nó bị ngập lúa mà. Dạ.
À, dạ thì kính thưa ông ba, lúc Đức Thầy ra khai sáng đạo năm 1939 đến nay thì xung quanh Đức Thầy có những mẫu chuyện nào mà gọi là chứng tỏ Thầy là ông Phật không gì không ông ba? Cháu hỏi cái đó cũng rất hay, mà cái đó thuộc về sâu xa lắm nha. Dạ. Thì ông biết được mẫu chuyện nào của Đức Thầy mà như là ông có người ta nói thằng gì gì đó giống ông Phật vậy đó, ông nói cho bà con tin nói hơn. Có dùng phép màu để cho bà con chứng kiến là thầy là Phật đó. Nói thầy là Phật, chứng tỏ thầy là Phật. Dạ. Thầy có nói nè, trong cái quyển nhất xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Nhưng mà ta nói hỏi là chứng tỏ chỗ nào là thầy là Phật. À, cho nên nếu không phải thầy là Phật đó, thì không có quá khùng, quá điên, quá già, quá trẻ được. Nếu ông Phật mới quá được là một việc. Khùng nay đã hết già, quá trẻ. Đó. Thì như vậy là chứng tỏ ông Phật là cũng như miệng nhếch môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Nếu không phải là ông Phật, là nếu mình mà có văn chương gì thì mình viết cái thơ này cũng phải viết cái giấy nháp rồi mới biên lợi lại chỉnh lợi. Còn Đức Thầy ha, xuống tay viết là cái câu nào là rồi con đấy đó. Thì như vậy là mình chứng chứng là ông Phật. À, như vậy là quá ra già trẻ hay là trời giải hay khôn ngoan đều quá được hết trong cái chỗ mà thầy đi dạo Lục Châu đó. Dạ. Rồi có đoạn thầy nói là để mấy cây dừa với lưu mấy vú lợi là có tác dụng gì ở sau hè đó mình gì không thầy? Theo cái đó cái mấy cây dừa là chú hỏi nghe. Còn cái máy vú thì cũng nói lợi thôi, để khi nào mà bệnh quá đó, bệnh dữ dằn đó, thì nước mút trong đó đó, nghe cái này cũng không có chứng từ, nghe lợi thôi. Chứ nếu cái nào chứng từ là kinh giảng của Đức Thầy đó, chứng từ ạ. À, khi mà bệnh quá bệnh, ta mút nước đó mà uống hay hoặc rải trên mình cho những người bệnh. Còn cái cây dừa thì chú họ không có nghe, không nghe vụ cây dừa. Thì như vậy là cái chỗ mà bệnh ông dịch cũng đừng mờ thỉnh đó. Cõi ngũ hành chẳng phá theo kêu, có nghĩa là mình phải sau này nếu bệnh hoạn đó, thôi mình đừng có mờ thỉnh. Thầy đã chỉ cho mình biết đó, chỉ là có niệm Phật đi, tu cầu tâm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật. Tai ương chẳng còn. À, chị đó. À, vậy thì ông ba ơi, theo như ông ba đó thì khi đời cái thời mạn pháp này đó là mình phải tu cái pháp môn nào để cho dễ tu dễ đắc nhất dưỡng hay hay có thể trình bày cho con của bác biết. Đúng rồi, cho hỏi cái đó là dễ ta là vì khi mà Đức Thích Ca thành Phật đó thì ông nói đạo gần đất, nó đọc một đoạn này ha, thấy cái chỗ này mới mà cái pháp môn. Dạ, tự nhiên là tự nhiên. Đạo gần đất ma dương theo khuấy, dùng thần thông để lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần gốc vô trương độ chúng. Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta, là có tánh thật như Đức Đức Phật vậy đó. Bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn, ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đẳng dắt về tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phục hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Đó là có cái pháp môn tịnh độ, là con người mình bây giờ dễ tu mà dễ đắc. Dễ đắc nhất là có pháp môn định độ. À, thì niệm Phật đó thì ai cũng biết niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà nhất tâm bất loạn là như thế nào, hai có thể trình bày cho con cô bác được biết.
cái chỗ nhất tâm niệm Phật mà nhất tâm bất loạn ha. Dạ. Thầy nói phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt. Dạ. Nghe từ câu ha. Dạ. Vì cái gì cũng vọng niệm, cái gì cái vọng niệm gì cái sái trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám, nên hai nay hãy thành tâm niệm Phật, nó được một niệm Phật cắt lìa được một niệm của chúng sanh. Khi bây giờ mình thấy cái gì mà nó dây dứt của mình, Nam Mô A Di Đà Phật, thì quên cái dụng niệm chúng sanh này đó, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm của chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất nở chừng ấy dụng niệm của chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Yeah. Nên niệm Phật là niệm trong cái bản la thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn được nhiễm trần ai. Cần tu thập thiện, sự niệm mới hiệu quả. Tu thập thiện dứt được nghiệp ác cũng gọi là tịnh tam nghiệp vậy. Yeah. À, dạ thì trong giảng thầy đó có nói là một câu ha, là rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Là sau này bộ trên núi nó có gắn xuống hay sao ha ông bác? Theo thầy nói là có, nhưng mà không biết cái thời kỳ nào chứ phải có. Rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Con rắn mà nó mãng xà đó nó xuống nó tha mình cũng như mình ăn cá linh nè. Dạ. Đông vậy đó. Thật là ý ha. Chứ thầy mình không, thầy không có chỉ dành cho đó. Trên rừng nó xuống nó tha dương trần, ai mà tu tỉnh chuyên trần, chuyên trần là phải cho cúng lại của mình đó, rồi cái dĩ giới đó, làm đường ngay thẳng thì có thần độ cho đó, nhiều đó thì chắc nó không ăn mình đâu. Tu tỉnh chuyên trần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho đó, thì như vậy nó xuống xuống với con, mình tu như y như thầy chỉ là nó không ăn thịt mình được, có không thần độ mà. Dạ rồi có đoạn thầy nói là sao quỷ dương đi đứng nửa đường khi tên tuổi chúng sanh nó biết, còn một cái quỷ dương là nó đứng ngoài đường nó biết tên mình luôn hả ông hai? Theo cái chữ dương là sống, quỷ là quỷ, mà trời quỷ sống có gọi là quỷ dương, nhưng mà cái này thì thầy nói là tiên tri, thành ra mình không có khẳng định được. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình. Tin cùng không thì cũng mặc tình, chứ ta lắm công trình dạy dỗ. Đó. Là vì cái người mà theo hại cái người tu, ha, theo khuấy người tu, đó là kể như cái quỷ sống đi, cái chi dương là sống. Nhưng mà mình không có khẳng định được là cũng như sau này quỷ dương đó đi đứng nửa lần, mình không có khẳng định kiểu đó, tại vì thầy chỉ mình thì nghe đọc lại vậy thôi, còn cái nào mình dễ biết thì mình nói dễ biết, còn cái nào đó hơi khó biết, thành ra mình phân tích không được. Dạ. Ông đi cái đại lễ năm nay ông có thấy những cái gì lạ trong đại lễ năm nay không hay? Người ta đông hơn người ít hay là như thế nào không, hay là có vui vẻ là như thế nào không? Theo như chú thấy là chú đi cái đại lễ cũng như từ 23, 24, 25, ngày nay là 25, thì 33 ngày đều có ở tại chùa An Hòa Tự hết. Nhưng mà thấy cái chỗ bình thường thôi chứ cũng không có gì. Cũng như cái đại lễ là ngày đản sanh của Đức Thầy thì phải thua cái đại lễ ngày 18 tháng 5. Mà năm nào cũng vậy, mà thấy năm nay nó cũng y vậy. Cũng ít hơn cái đại lễ 18 tháng 5. Thì như vậy là thấy dân chúng cũng bình an vô sự, thì thấy cũng không có gì khác hơn. Dạ. Dạ thì kính thưa ông ba, Đức Thầy cũng có viết là cái đoạn mà gọi là đi, thầy nói tại sao mà thầy lão Phật mà còn trong cái đoạn giảng mà Nguyễn Nhất đó, con cũng hỏi ông cái video vừa qua đó, là trong nuôi vừa mát lại khô, tôi có đủ tiền để trả cho ông, trong nuôi vừa thấy trống không, bước nhòi vào đó máu hồng trào ra, con người cũng bảo biết ta. Nghĩa là cái đoạn đó muốn cho biết là ông thần ông Phật là sao mà ông còn mẹ cổ chết cái người đó, cái người dân đó ông ba, bữa con hỏi ông không? Chú có hỏi tôi, nhưng mà mình nói khẳng định là cái đó là thị hiện thôi,
Chứ thí dụ như ông Phật, ông Thần, ông Tiên, ông Thánh thì chỉ dạy, thí dụ mà dạy không, không được nghe thì giận hay quật nóng rồi thôi, chứ còn cái giết không có giết. Nhưng mà cái đó thể hiện cũng như là một làm cái chỗ mà thể hiện cho người ta thấy vậy đó, chứ không phải là thực hiện giết người chết. Chứ nếu giết người chết thì mình thấy cái gia đình nào mình nghe cũng nghe cái ông đó chồng tôi ha, anh tôi hay gì đó, lỡ đó bị học máu chết, mà từ đó tới giờ chỉ nghe vậy chứ không có nghe cái gia đình nào mà nói chồng tôi, anh tôi, con tôi. Thì theo như mình thấy cái đó là thể hiện cũng như giả sử gì đó, giả sử cho cái người hung biết gì đó thôi, chứ còn không phải là cái người chết thiệt. Theo như chú nghĩ á, nếu mà có thì người ta nói gia đình ông ba ông hai gì đó hồi trước bị cái người con bị chết, thì tới đó thôi, tới giờ không có nghe cái vụ đó. Thì theo như chú nghĩ là cái đó là thể hiện cho cái người hung biết sợ vậy thôi, chứ không phải là giết thiệt. Mấy con cũng hỏi cũng nhiều rồi, thì con cứ ý con ba đó, muốn tâm sự với bà con cái thờ Hạ Lan Ngọc Tháp thì thế nào, thì ông ba cũng phát biểu cái ý, thì cái cảm nghĩ của mình, cảm nghĩ của ông ba đó cũng phát biểu như thế nào. Thì ông ba muốn khuyên bà con phải tu hành theo cái lối của đạo Phật giáo Hòa Hảo này kia đó ba. Ông ba cứ phát biểu cái ý của ông. Theo cái đạo Phật giáo Hòa Hảo của Đức Thầy á, thì Thầy có nói là đa số người, nhiều người và rất đông để học theo cái đạo Phật giáo Hòa Hảo. Còn nói về cái đạo Phật á, thì xuất gia, đạo Phật giáo Hòa Hảo thì tại gia. Cho nên cái đạo Phật giáo Hòa Hảo nó dễ tu, dễ học và dễ hành. Là vì chỉ có cái làm ăn ngay thẳng hiền lành đó, rồi biết tưởng trời tưởng Phật vậy là được. Cho nên Thầy nói toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Sách xưa có câu thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa duy tiên, muôn vạn quyển kinh của Phật thánh tiên đều về sự hiếu nghĩa làm đầu. Hôm nay ta đã quy đầu Phật tu niệm tại gia, ta cố gắng dừng lời Thầy tổ đã dạy, lo tròn câu hiếu nghĩa. Đức Thầy tở Tây An thở xưa thường khuyến khích các môn nhân đệ tử rằng muốn làm xong hiếu nghĩa có bốn điều ăn, ta phải cần chắn dỗ hy sinh mới mong làm trọn. Có nghĩa là trong cái bao bỏ ăn bốn điều ăn đó, ăn tổ tiên cha mẹ, ăn đất nước, ăn tâm bảo, ăn đồng bào nhân loại. Cho nên cái người cư sĩ tại gia của mình lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau hay tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Cái đó là cư sĩ tại gia, cái đó là Thầy dạy là cái đạo Phật giáo Hòa Hảo đó. Còn nói gì về cái đạo xuất gia là đạo Phật. Đạo Phật từ xưa đến nay luôn luôn phân làm hai hạng người, một là xuất gia hay là tại gia. Nhưng mà Thầy lấy cái tại gia để dạy cho tất cả toàn thể trên thế gian, nếu ai muốn vô tu cũng đều được hết. Cho nên cái đạo Phật giáo Hòa Hảo là toàn thể. Thì bao la rất rất đông và rất nhiều. Còn cái xuất gia gì chứ có phần có gì chứ ít. Dạ. Thì con được hỏi ông vài câu nữa để kết thúc chương trình. Thì cái hiện bây giờ đó là ở trong giảng của các vị cũng có nói rất là nhiều câu, thì con sẽ soạn ra một hai câu con hỏi ông, cái câu động cái là được thì ông sẽ trả lời, không được thì thôi. Thì con xin hỏi ông là Thầy nói là sủ dần đa bệnh dạy còn đa binh, sủ là châu, dần là cọp, thì năm châu vừa rồi đã có bệnh rồi, thì năm dần thì cũng đã có chiến tranh ở ngoài nước ngoài rồi, rồi còn có chỗ Thầy nói là qua bước qua năm mẹo như tơ gối cùng, không phải là năm nay năm mẹo là năm sau là như tơ gối cùng không vậy ông ba? Cái đó là cái lời tiên tri của Đức Phật Thầy Tây An để lại. Nhưng mà cái đó thì nó phải có đó, nhưng mà mình không khẳng định là năm mẹo này hoặc năm mẹo 12 hay mẹo 24, không phải, không khẳng định được.
năm dành nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như thơ cuối cùng. Thì cái đó là Đức Phật Thầy An tiên tri đó. Năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi mà lễ tuôn dầm về đó. Cái đó là của Đức Phật Thầy An tiên tri. Nhưng mà theo chú nghĩ là không có tật, không có sai. Nhưng mà không phải là khẳng định cũng như năm mẹo tới hay hoặc 12 năm hay hoặc 24 năm. Cái chuyện đó mình không dám khẳng định được. Chứ phải có ơi như thầy Đức Thầy đã nói. Dạ rồi, ông có thuộc kinh của sư giải Bóng Khoai hay là ông Ba Thớ gì không? Ông có thể đọc con đoạn cho bà con nghe. Không có, chú không có thuộc như sư giải Bóng Khoai với ông Ba Thớ, không có thuộc. Vậy, nhưng mà thuộc đi ông, ngoài kinh giảng của thầy, chú có thuộc kinh giảng nào không? Cũng không có thuộc nữa. Dạ, thuộc kinh giảng của thầy thôi. Của thầy không à. Lúc dạ. Vì cái chỗ thầy đã chỉ nhiều đây mà chú thuộc mà thường khi mà nhớ còn chưa hết. Giảng với kệ ra đà bốn cuốn, ít có người khám rõ cơ quyền. Có nghĩa là hai cuốn sách giảng khuyên người đời tu niệm vào quyển ba, còn kệ là kệ danh của người khùng và giáp mê tâm kệ. Cho nên bốn cuốn đó mà mình cần học đó học lui, thành ra cái chuyện học cái kinh giảng ở ngoài chú không có học mà không có thuộc luôn. Dạ. Vậy thôi cũng kết thúc chương trình, thì ông cũng có lời gì để chào bà con không? Vì ông nhắn nhủ cùng với bà con cộng đồng mạng. Nói này là nói chung là tất cả bà con ở chung ha. Dạ. Thì tới đây là cũng có em là tên gì? Dạ em là cái nhóm đi, chưa kêu nhóm đi. Nhóm đi. Tới đây để quay, để phát ra trên mạng. Thì tôi có đôi lời nhắn nhủ, cảm ơn mấy chú hết đem cái chỗ mà kinh giảng của thầy để trao đổi lại rồi có nghĩa là nhắn nhủ là trên thế giới hay là cả đất nước của mình, thầy nói là bây giờ mình phải ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi cái chí hướng cao thanh cho khó sản con làm lực giáo, có nghĩa là làm lành từ niệm Phật, làm gian làm phước để cho tai qua nặng khỏi không còn đau ốm, và bá thánh vạn dân được tai siêu sanh tịnh độ, tất cả thế giới đều được hết. Nhắn nhủ giờ bà con gì phải làm lành lãnh giữ rồi niệm Phật, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường cao dồi chí hướng cao thanh cho khó thẹn với con lành Phật giáo. Thì tôi mong rằng bà con mình phải làm gì đặng chi đặng cái cuộc sống của mình thanh nhàn và tai qua nạn khỏi, không còn bệnh hoạn ốm đau, tu cầu tâm họ hiền lương đồng sinh niệm Phật thì tai ương chẳng còn. Dạ nam mô Phật, dạ nhóm mình chúng em xin cảm ơn ông ba để những lời học đó em. Nam mô Phật.